không phải. Khi vạn vật trong vũ trụ còn sơ khai, đã diễn ra những trận chiến giữa hai phe thiên ma kéo dài hàng triệu năm để tranh giành ngôi vị bá chủ cửu thiên. Tương truyền rằng nếu ai có được thanh nhất kiếm bá đạo sẽ có được sức mạnh vô địch. Nhất kiếm bá đạo, bá chủ cửu thiên. Ngàn năm sau, tại Thanh Vân Sơn xuất hiện một nhân vật bí ẩn. Tu luyện nhất kiếm, nắm lấy cửu thiên, thức tỉnh thánh hồn, nhận quà thả ra, thu nạp bảo bảo, hộ tống tu tiên, truy tìm thần khí, tăng cường sức mạnh, sưu tập thẻ hồn, đột phá lực chiến, hóa thiên tướng, BK cực sướng, săn boss mỗi ngày, đinh ngay hàng hiếm, hiệu triệu quân hùng, tốc độ tranh bá, tranh đoạt nhất kiếm, quyết chiến cửu thiên. Ai sẽ nắm giữ được nhất kiếm bá đạo để tạo dựng cơ đồ riêng cho mình? Đón chờ